Gia đình anh Rơ Ma Tíu ở Làng Tung, xã Gia Nan, huyện Đức Cơ, trước đây là một trong những hộ nghèo của xã. Dù có đất canh tác, nhưng thiếu vốn, thiếu kiến thức về canh tác, nên thu nhập chủ yếu của gia đình chỉ dựa vào công việc làm thuê hàng ngày. Tuy nhiên, từ ngày được tiếp cận các nguồn hỗ trợ vốn của nhà nước, được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Nan hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây trồng, thì cuộc sống của gia đình anh Tíu đã thay đổi. Đến nay, gia đình anh có 3 sào cà phê, 2 sào lúa nước và 0,8 hectare cao su. Trừ chi phí đầu tư, chăm sóc, mỗi năm gia đình anh Tíu có thu nhập ổn định gần 100 triệu đồng. Các chú bộ đội và các đoàn xã giúp đỡ như là hướng dẫn làm cắt cành với lại bón phân. Hôm nay gia đình được kinh tế ổn định hơn, chăm sóc con cái ăn học đến được ấm no. Hai năm trước, xã biên giới Gia Nan, huyện Đức Cơ có đến gần 200 hộ nghèo và 55 hộ cận nghèo. Để giúp bà con thoát nghèo, đồn biên phòng Gia Nan đã tham mưu cho địa phương xây dựng các kế hoạch, phương hướng cụ thể giúp người dân phát triển kinh tế, phân công cán bộ trực tiếp phụ trách hướng dẫn các hộ nghèo trên địa bàn. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã đã giảm đáng kể. Gia Nan hôm nay đã có 7 trên 9 thôn làng đạt chuẩn nông thôn mới. Từ ngày có cán bộ đội địa bàn phụ trách ở các hộ dân giảm nghèo thì các hộ dân cũng đã thấy được đơn giản là có công chí là ví dụ là làm cánh đồng lúa nước cũng giống như làm cây công nghiệp. Cán bộ biên phòng địa bàn rất quan tâm đến vấn đề cầm tay chỉ việc và đặc biệt là những hộ gia đình được các đồng chí địa bàn, các đồng chí lực lượng biên phòng giúp đỡ thì các hộ cũng đã thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Hiện nay thì trên khu biên giới có 3 huyện, 7 xã biên giới thì đời sống bà con nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà phát triển kinh tế văn hóa xã hội để bà con nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần đấy, thì chúng tôi tiếp tục quán triệt cho cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng thực hiện tốt cái việc là nắm các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thế và đồng thời là thực hiện tốt cái nhiệm vụ của đồn phòng trong cái triển khai các cái chương trình, các cái nội dung liên quan đến địa phương, đó là phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Và chúng tôi sẽ cử 196 đồng chí đảng viên giúp đỡ các hộ gia đình, trên 800 hộ gia đình ở trên vùng biên giới. Cùng với đồn biên phòng Gia Nan, các đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã và đang tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở các xã biên giới, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương, giúp dân xây dựng và phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho nhân dân, khu vực biên giới, với nhiều mô hình, chương trình, cách làm hiệu quả. Hoạt động này đã góp phần tích cực vào việc xây dựng và củng cố nền biên phòng toàn dân, xây dựng biên giới ngày càng vững mạnh.